Ngọc Trinh gần đây thường xuyên xuất hiện cùng hội bạn sau thời gian dài vướng lao lý, nhiều người trông chờ sự tái ngộ của cặp anh em thân thiết Vũ Khắc Tiệp và Gà Cưng, thế nhưng mới đây cô nàng lại đăng đàn ẩn ý cả hai đã tan đàn xẻ nghé. Sau biến cố, Ngọc Trinh đã chính thức trở lại. Sau vài bộ ảnh nhá hàng kín đáo lạ lẫm, Ngọc Trinh cũng dần trở lại với phong cách gợi cảm thường thấy. Ngoài việc quan tâm tất tần tật những thứ liên quan đến Ngọc Trinh, cư dân mạng còn đặt câu hỏi về sự lặn mất tăm của cái tên Vũ Khắc Tiệp. Chiều 27 tháng 3, Ngọc Trinh lại lên đồ ra ngoài ăn uống cùng quản lý và bạn bè, nhưng Vũ Khắc Tiệp hoàn toàn vắng bóng. Đặc biệt, người đẹp gốc Trà Vinh còn có bài đăng gây chú ý. Cách để bản thân luôn giữ được thái độ vui vẻ chính là tránh xa những người không cần thiết. Cuộc sống và thời gian đều có hạn mà thôi, cho nên bạn chỉ cần quan tâm, chú ý đến những người có cùng quan điểm sống, những người có chung chí hướng cũng như dành thời gian bên những người bạn thích, người có thể hiểu rõ về bạn mà thôi. Chính dòng trạng thái này của Ngọc Trinh cùng với việc cả hai không tụ họp cũng chẳng có bất kỳ tương tác nào trên mạng xã hội khiến cư dân mạng đặt nghi vấn mối quan hệ này đã toang. Trước đó, khi bị hỏi về mối quan hệ sau khi Ngọc Trinh được thả tự do, ông trùm chân dài một thời khẳng định bản thân và cô em thân thiết chưa từng giận nhau. Ngọc Trinh vẫn như thế thôi, sau đợt này em thấy anh và chị Trinh. À, chị Trinh vừa xảy ra một biến cố nên chị ít giao tiếp và ít xuất hiện thôi. Vũ Khắc Tiệp cho biết thêm, nữ hoàng nội y hiện đang rất hạnh phúc và sinh sống ở nhà. Đồng thời anh cũng khẳng định người đẹp có tư cách cao nhất trong những bóng hồng bản thân từng quản lý cho đến thời điểm hiện tại. Vũ Khắc Tiệp đánh giá cao cô nàng về cách sống và đạo đức. Trước khi Ngọc Trinh bị tạm giam, cả hai đã vướng nghi vấn trục trặc quan hệ vì không còn gần gũi, đồng hành cùng nhau nhiều như trước. Thậm chí có người còn bình luận Vũ Khắc Tiệp ra rìa sau khi Ngọc Trinh chơi thân với bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Thời điểm đó, đứng trước những nghi vấn này, Vũ Khắc Tiệp đã lên tiếng nói rõ thái độ. Ông bầu chia sẻ clip hậu trường cùng Ngọc Trinh quay TikTok, cả hai vẫn vui vẻ tương tác và thân thiết với nhau. Vũ Khắc Tiệp cho biết Ngọc Trinh là người rất chuyên nghiệp, chỉn chu và luôn ân cần mỗi khi làm việc. Về thông tin đã nghỉ chơi vì Ngọc Trinh thường sánh đôi với bác sĩ Thịnh, Vũ Khắc Tiệp cho hay Ngọc Trinh theo bác sĩ Thịnh bỏ Khắc Tiệp rồi. Vũ Khắc Tiệp hết thời rồi, đó là những câu hỏi tôi thường nghe trong thời gian qua. Có lẽ đúng, vì tôi đã hết tuổi trẻ và giờ đang bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời người đàn ông. Xin chia buồn với các bạn, tôi và Ngọc Trinh hiện vẫn như ngày đầu và vẫn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất như 20 năm qua. Một năm, hai năm hay thậm chí 10 năm không gặp nhau thì tình cảm của anh em tôi không hề thay đổi. Thời điểm nữ người mẫu bị đề nghị truy tố mức án 2-7 năm tù, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng ảnh cũ của cả hai kèm lời khen ngợi cho bản thân, một cô gái tốt mà mình khâm phục và nể trọng. Thời điểm Ngọc Trinh nhận án treo và được trả tự do hồi tháng 2 năm 2024, ông bầu cũng lập tức đăng tải bài viết chúc mừng. Tính đến thời điểm hiện tại, ông bầu Vũ Khắc Tiệp và nữ hoàng nội y Ngọc Trinh vẫn chưa thể hội ngộ sau biến cố.